Cô Cường ơi, hôm nay mình làm bao nhiêu, khoảng bao nhiêu suất cơm đây cô? Từ 300 đổ xuống thôi. Dạ. 300 đổ xuống là được. 300 đổ lại. Ừ. Thì ngày mai cũng có tiếp tục nữa con. Dạ. Vậy ngày nào cũng làm đây. Gà cô đang kho. Gà kho gừng. Gà kho gừng hả chồng? Gà kho gừng. Khó bạn là nước mắm ý. Nếu mà mình làm cái là tại vì ở đây hả? Thôi, nước màu, nước màu không phải sao ở đây tụi em nấu không phải đậm em vô rồi đó, em vô nó mấy lần rồi đó, nhưng mà em thấy mà tại vì nó chưa có rút á, nè nó chưa có rút, nó rút vô là nó đậm lắm luôn á. Nó rút vô á là nó mới đậm lên con. Cái này nó đầy quá. Đầy quá nha người đẹp. Cái này đầy quá. Bà phải để viên ra bớt rồi lấy chảo đi, xúc ra đi. Nó mới chín đều. Ngon lắm. Tôi đâu? Trời ơi, chín được không? Cho nó chín đi ăn đi. Tôi làm này tôi không biết ông nội. Đấy. Trời quá. Ngày mai còn làm em Trần Thị Hải tổ trưởng và tổ 12 và ban công tác mặt trận khu 1. Đây thưa cô là những cái suất cơm không đây người ta đây. Đây. À. Dạ, cái rồi. Hôm trước là cái này cơm. Là bên phường đưa. Dạ dạ. Dạ. Còn ở đây là đưa đi là những chỗ đây. Đâu cô cho các hẻm này. Nè. À dạ. Hẻm này các hẻm có đều có hẻm hết nè. À, dạ. Hẻm bao nhiêu phần đều có hết nè. Dạ. Các hẻm. Coi là những cái phần suất cơm này là mình đưa đến các cái hẻm bị dạ, cách ly ở dạ, trong dạ, dạ. Đây, mấy cái hẻm ở trong cách ly nè, thí dụ như hẻm 100 Trần Đạo á thì 42 phần. Dạ. Biết bao nhiêu phần như vậy đó. Dạ dạ. Rồi, con hiểu rồi. Vâng, con cảm ơn cô. Dạ. Cô là tổ trưởng tổ dân phố khu này. Tổ trưởng dân phố khu 1. Ban công tác mặt trận khu 1. À dạ dạ. Rồi chúc cô và gia đình nhiều sức khỏe. Con cảm ơn. Dạ. Tuấn Dương xin chào quý cô chú anh chị và các bạn. Ngày hôm nay thì Tuấn Dương sẽ tới gửi cái số tiền là 1.050 đô. Thưa cô, cái số tiền này đó là của bà Lan Lê, năm nay bà đã 80 tuổi ở Arizona. Bà gửi là 1.000 với lại một người bạn của bà là dì Bảy có gửi là 50 đô nữa. Thì bà cũng theo dõi các cái chương trình nấu cơm của mình đó. Bà nói rất là thích bếp cơm của bà Cường. Bà nói năm nay tôi 80 tuổi nhưng mà tôi cũng rất muốn chung tay để hỗ trợ bà con trong cái lúc khó khăn này. Thì sau khi mà biết là bà gửi 1.000 thì có một người quen của bà có gửi thêm là 50 đô nữa, thì con xin gửi cô toàn bộ cái số tiền này. Cảm ơn bà. Bà Lan Lê. Bà Lan Lê nhé, cô Lan Lê nha. Và dì Bảy nữa. Thôi với dì Bảy, cô gửi số tiền là 1.000 đô với 50 đô dạ, nữa. 1.050 đô. Là mà Tuấn Dương có đem lại tôi cho tôi rồi. Dạ. Nhưng mà từ bữa giờ tôi có nấu nhiều lắm. Dạ. Gỡ cho Covid. Giờ mấy người nghèo á, mấy người khổ vẫn cho. Dạ. Tại vì thấy người ta đói chịu không nổi. Dạ. Tôi còn ngồi không mà chịu không nổi. Với vấn đề mà thấy Tuấn Dương tội nghiệp quá cô mấy cô ơi. Tại vì Tuấn Dương á là ở đây là đem cái tấm thân tình cho người ta đàng hoàng, nhưng có những người ta không thích, ta nói vậy thì mình bây giờ Tuấn Dương chắc bị kẹt vô phần nó cũng tội nghiệp quá. Mà ở đây á, em chính em của tôi nè là cửa hàng Hường Sang với tôi đồng hành đi lên cho từ thiện rồi xong tôi cái là bị mấy người nó chen vô thì nó móc túi nhỏ em. Rồi cái tụi tôi cũng phải la làng lên. Nó nhiều chứ không phải là ở đây mà cho một hộp cơm thì cũng mấy cô giúp đỡ như là tốt lắm rồi. Thì tụi tôi cũng phải là đồng hành để cho thêm như vậy nữa. Chứ không ngờ mà mấy người đó người ta muốn nói gì ta nói. Thì mấy cô cũng là đừng có buồn nghĩ là Tuấn Dương vậy không có sao đâu. Tốt lắm. Cảm ơn mấy cô rất là nhiều. Ở đây là chị em tụi tôi lo hết lòng mà lo làm giúp cho người ta thôi chứ không cần thiết cái gì. Dạ thưa cô thì ý cô ý chỗ cô băng tâm như là con gái của bà muốn nói là khi mà cô làm cơm đó thì cô bớt lại một chút biếu các
cô bác anh chị chở cơm giúp này, rồi những người đi phụ bếp hoặc nấu ăn đi mua đồ gì đấy thì cũng giống như mình làm những cái lần trước đó. Thì cũng rất cũng phải cho chị em mấy người 200 để nấu cơm ăn này kia, chứ cũng có tiền để mua gạo cho mấy người ta, giờ người ta cũng đang cần gạo lắm, ăn ở không ở nhà hết gạo. Cảm ơn cô rất là nhiều nha, cô quan tâm. Thì thưa cô này, con thì chắc là cái lúc này con cũng không có qua bên cô được thường xuyên nên là thôi con gửi cô trước. Thế rồi trong cái quá trình làm ấy, bữa nào làm thì cô cứ chụp hình lại, cô gửi cho con một vài hình ảnh để cô bác biết. Vì con thực ra con biết cô rồi, cô làm ngày nào cô cũng làm, có khi cả tuần con trả ra thì cô cũng vẫn tiền cô làm chứ cũng... Cô á, đã có cho mình mấy cô bán kiếm lời. Dạ. Bán và kiếm lời để lấy mua cơm cho người ta ăn, làm cơm cho người ta ăn, bán kiếm lời nữa. Nhưng mà cái đồng tiền này nè, là tôi để mỗi ngày, có vẫn làm luôn cho mấy người ta có trong Covid có ăn. Chứ bây giờ ở đâu có ai nhìn, có mấy người lớn thì ta làm lớn, tiền nhỏ mình làm nhỏ, tại giúp tiếp tay người một chút đi. Nếu gom lại thì cũng nhiều chút, chị em người rồi cũng nhận đồ vui lắm, rất là vui. Cảm ơn mấy cô rất là nhiều, có ủng hộ số tiền như vậy là quá mừng luôn. Quá mừng luôn á. Dạ, rồi con cảm ơn cô và chúc cô các anh chị cũng nhiều sức khỏe nhé. Dạ, mình làm rồi. Đặc biệt bây giờ cứ phải đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn. Dạ, vâng. Dạ. Trời ơi, mình bữa hôm qua nó vượt chạy quá trời không cho dạ. Nấu mà nó không nó quạt, nếu mà nấu á thì nó hạt nó quải. Dạ dạ. Thì bây giờ mình khôi vô đây trốn để nấu dạ. trong nhà. Dạ dạ. Đi. Đây, chị gái. 200 củ rồi bơi, ta mua gạo gì ăn nha cha. Chờ lúc này khó lắm nha, cô Thảo nè. Cảm ơn anh. Dạ rồi, cảm ơn chị. Cái... tay bơ. Dạ, dạ, dạ. Cái này của một bà 80 tuổi, bà gửi phụ. Dạ, dạ. Cảm ơn bà cổ. Dạ, dạ. Thưa cô, cái bánh mì này cô làm bao nhiêu suất, mang đi đâu đây thưa cô cơ? Em vô Covid luôn á, đi cơm. Dạ. Covid. Cho luôn cả bánh mì luôn. Cho bánh mì này làm như vậy là cho tăng lượng khoảng phần. Dạ dạ. Khoảng khoảng bánh mì Trung Quốc. Dạ dạ. Nói lại cho người ta ăn vui. Đi mình hôm qua cho xin được chuối. Có ngoài chuối rồi. Dạ. Ái thì rừng rồi là có đây có đủ chứ. Đây ngày hôm nay cô Cường làm gà. Thế ơi. Dạ. 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 Bây giờ bên phường người ta nói người ta đây là tổ dân phố nè. Dạ. Đây là cô Cường ơi, hôm nay mình làm bao nhiêu, khoảng bao nhiêu suất cơm đây cô? Từ 300 đổ xuống thôi. Dạ. 300 đổ xuống là được. 300 đổ lại. Ừ. Thì ngày mai cũng có tiếp tục nữa con. Dạ. Vậy ngày nào cũng làm đây. Gà cô đang kho. Gà cô Cường. Không gà không được nhá trong. Ờ, gà có gần. Có bà này nước màu thúy. Nước màu mình làm cái tại gì ở đây hả? Nước màu không phải sao ở đây tụi em nấu không. Em nấu rồi, con có giấy. Em vô rồi đó, em vô nó mấy lần rồi đó nhưng mà em thấy mà tại vì nó chưa có rút á. Nè, nó chưa rút, nó rút vô là nó đậm lắm luôn á. Lát nữa nó rút mà nó lên. Ờ, lát nó rút mà nó đậm lắm luôn. Lát nó rút vô á là nó mới đậm nó lên lắm. Con. Cái này nó đầy cái quá. Đầy quá nha người đẹp. Cái này đầy quá. Bà phải để viên dân bớt rồi lấy chảo đi xúc ra đi. Thì nó mới chín đều. Ngon lắm. Tôi đâu. Trời ơi, chín được không? Cái nó chín đi ăn ngon. Tôi làm này tôi không biết ông nội. Đây. Ngày mai còn làm dứt hết cái lớp mặt kia bớt đi, lát nó chín cái lớp mặt rồi để nguyên cái chảo sao bớt là ngon, đúng không? Anh Trần Thị Hải, tổ trưởng và tổ 12 và ban công tác mặt trận khu 1. Đây thưa cô là những cái suất cơm. Không, đây người ta đây. À, dạ, cái rồi, hôm trước cái là này cơm. Là bên phường đưa. Dạ dạ.
Vâng. Còn ở đây là đưa đi là những chỗ đây, nào? Đây. Đâu cô cho các cái này? Hẻm nè. À dạ. Hẻm này các hẻm có đều có hẻm hết nè. À, dạ. Hẻm bao nhiêu phần đều có hết nè. Dạ. Các hẻm. Coi là những cái phần suất cơm này là mình đưa đến các cái hẻm bị dạ, cách ly ở dạ, trong. Dạ, dạ, đây mấy cái hẻm ở trong cách ly nè. Thí dụ như hẻm 100 Trần Đạo á thì 42 phần. Dạ. Bao nhiêu phần như vậy đó. Dạ, dạ. Rồi, con hiểu rồi. Vâng, con cảm ơn cô. Dạ. Cô là tổ trưởng tổ dân phố khu này. Tổ trưởng dân phố khu này. Ban tắc mặt trận khu 1. À, dạ, dạ. Rồi, chúc cô và gia đình nhiều sức khỏe. Con cảm ơn. Dạ.